Trong ngày hôm qua, 6 thuyền viên trên tàu cá BT 95614 do Nguyễn Văn Lực, ngụ tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Chỉ, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng, vừa được cứu hộ thành công khi gặp nạn trên vùng biển Cà Mau. Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Lực thông báo gặp nạn khi đang hoạt động nghề lưới cách cửa rạch gốc Cà Mau khoảng 16 hải lý về hướng Tây Nam, bị sóng và gió mạnh đẩy tàu mắc lên cồn cát, có nguy cơ bị chìm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 6 thuyền viên. Khi nhận được tin, đồn biên phòng rạch gốc cùng 6 cán bộ chiến sĩ đã sử dụng tàu cá CM 99909 và 4 ngư dân địa phương ra hiện trường ứng cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của 6 thuyền viên đã ổn định. Trước đó, vào ngày 7 tháng 7, đồn biên phòng Rạch Gốc cũng đã lai dắt một tàu cá của ngư dân tỉnh Bạc Liêu bị chìm trên biển vào bờ an toàn.